Chào tất cả bà con, người Tây Nguyên xin giới thiệu đến cho bà con một lô cao su 8 sào mặt tiền đường liên xã nhé. Đây, cao su đây, 8 sào cao su nhé, mặt tiền đường liên xã. Đây, đất nó hơi trường tiền nhé bà con. Đấy, 8 sào cao su sổ sách đầy đủ nhé. Đấy, quý bà con mua thì liên hệ trực tiếp cho người Tây Nguyên. Đấy, giá bán công khai của chủ nhà là 300 triệu có thương lượng nha bà con. Đấy, 300 triệu có thương lượng nhé. Đấy, chiều dài của bề ngang của mình là 36 m. Đấy, phía sau là nở hầu nha bà con. Đấy, rất là đẹp. Đấy, toàn bộ là trồng cao su mà đất hơi trường tiền nhẹ nhé, phía sau kia hơi dốc xíu. Đấy, đấy, giá bán là 300 triệu có thương lượng cho bà con. Đấy, cách cây cao su đó là 2 mét nhé, rất là thuận lợi. Mặt tiền đường liên xã từ đây đi ra trung tâm huyện Chư Bứ là 9 cây nha bà con. Trung tâm huyện Chư Bứ, đất này tại xã Gia Hờ La, huyện Chư Bứ, Gia Lai. Sổ sách đầy đủ nhé. Đấy, ai có nhu cầu thì cứ liên hệ ủng hộ cho người Tây Nguyên nha bà con. Rồi, thân ái chào bà con nhé. Đất tại xã Gia Hờ La, huyện Chư Bứ nhé. Cách chờ trường học, trạm y tế chỉ có 2 cây. Đấy, ủy ban xã 2 cây luôn nhé. Toàn bộ đã trồng cao su như thế này rồi, 8 sào sổ sách đầy đủ. Rồi, thân ái chào bà con nhé.